សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមួយដែលតកតងជាមួយនឹងសូឡាដែលគាត់ចង់សួរថាប្រសិនបើប្រភេទសូឡាគាត់សូឡាហូមស៊ីស្ទឹមរបស់គាត់គឺប្រភេតកែសិបវ៉ាត់ចឹងគាត់ចង់បំលែងភ្លើងអាប្រភេទសូឡាហ្នឹងទៅជាប្រភេទភ្លើងAC ភ្លើង 220V ជាប្រភេទភ្លើងរត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសូឡាគឺជាប្រភេទចរន្ត bây giờ như em pi solar bảo dưỡng cứ dân xạ được không bình lưu bảo tật được không mùi ngay cứ dân ai chập tục tha bán pram màu chân dân vô cái sập vát con chùm mùi đang pram màu dân nên tụ bán pram rồi hà sập vát màu nơi không mùi ngay chân plơn buôn rồi pram rồi vát màu nắng bây dân vô tự bầm lại tự chia plơn ac pi rồi pay vó chân cứ dân ai pra pra ban bên tai vì còn tai chi pa màn mũi tùm hôm tôi đại dân ai pra vì tới lờ được chi ẩm phù phơn được cái sợi tơi bên dân pra chỉ mũi nâng ôp kho đại vì si phơn thầm chân thua dân pra ban mùi rẻ khái chân bị chạm ập phơn chân mình tha đi si được cái si tơi bờ vạt vì bên nắng dân ai pra chỉ mũi nâng ôp kho mũi chùm nuôn này tôi tơi lấy bây giờ người dân pi sầm nụ bạc quạt vinh quạt trăng như vậy tha do cài sập vạt nắng làm bây do phơi với tờ bầm lạnh tới chia phơi pi rồi phải vớt phơi ac nắng prà chân nhưng mà tha cài bầm lạnh nắng về mình toa nắng bầm màn vạt tê bầm màn vạt coi dương ai bầm lạnh màn này còn ta nhâm vậy tha à phơi cài sập vạt nắng về còn ta chia phơi mỗi ba màn tuổi bớt sân mai dương convert tới chia phơi AC cứ dân ai pra đôi chiếm bù gần 2 tí tuổi và sân bàn dân pra chủ mùi nâng ô bà co đại vệ sĩ phương thóm thuê vệ bàn rồi dạ bê khlây tử tại sao bà màn phương nâng vệ tuổi bà dân dô tập pra ưu tư hoa thầm bù rồi gần 2 pra bình tĩnh tuổi nâng nhóm kết hà bà phết bù rồi gần 2 lắng dân cua ta tên nhà bà phết thầm rạp solar nâng tức thầm rạp phương DC tới lõ chiền dân chùm đánh lưới pi cutting đom convert năng đom convert có việc mình chỉ thao của mạng này chứ bây giờ tiền nhập lên ở tập hệ full rồi cần hai tụi ta năng tập ra giờ nhập lên solar lên DC năng có việc là ở đại dương xâm chảy bây giờ convert máu ra ba tầm full cần hai tụi ta năng dương việc hạt lui từ lờ đom lại ở bên cháu chứ bây giờ ra là ôp cò thấm có việc tiền lên trai này chứ cứ vì dân ấp ai ôm chủ mối phơ ôp cò đại thôn bà nó chẳng bên tai có thà ô ôp cò đại có chạm bạch trà nó cứ chia phơn pi rồi phay đại bác sĩ ở phơn nó vừa tụi tai tiền chẳng có đầm rồi từ từ trà đằng chứ nhâm anh như vậy thà tụm hôm vạt và nắng cứ dân ai bầm lại ban chẳng dân mình qua thà solar về bầm lại ban tại cứ về bầm lại ban group qua tiếng ô còn tại thà bầm lại phơn túi dân tên nhà đang tới việc hàng bên tai bởi xâm tay là ổng có đại khuẩn khuẩn tất display chỉ screen ấy tụi tay ấy quạt ở trong dọc lời nâng tự pra lờ ổng có ấy tụi tay đại dân chạm bạch tới tại convert á chẳng cứ còn ai tình ổng có đã bầm lại phần nâng tự phần bì rồi phải bàn chẳng dân mình tha về bầm màn vạt tế bầm màn vạt có dân ai bầm lại vạt này bụi ấy vạt nâng cứ còn tự chi bà màn mua vô tự xa tự nòa cuối tế ở vậy đại dân bầm lại bì giả cuối tới chi phlương AC đại phlương rọt đại dương prapra prachăm thngai nưng chăng dương a chăng khnhum sorop mao tha bơ quat thưa tha yo praman vat tơ bam lai tơ phlương 220 ban ot ta pat vi at tẹt tong chmuoy nưng upakor tha solar nưng praman vat ai tê a praman vat nưng kon ta yo phlương mao sak tơ knong akui tê chăng dương tơ chech kaanea tha yo pteang nưng bơ pteang panang man vat dương đak akui panna bạn bè mong đam bay trên anh cùng ai dân đặt cùi mà thôm cho nó nằm tại hạ tình chẳng chẳng tới cả nè chẳng bơ còn vậy vì cái sự vật năng hái và có chi system này kia riêng năng cứ kể cả nè tâm tại ở hải chẳng cao bầm lại năng cứ dân cho đồng bầm lại bìa cuối tới phơn prà dân năng pi rồi pay vô năng vì ắt tại tôi nhiều mùi năng tăng số là màn vạn ấy thế chẳng đôi chi admin ấy tới những cái tế cứ nhóm ai như vậy tha có thẩm đủ quan nó chọn convert nó cứ convert bán thom ra bán đặc quyền.